Shop Bếp Gấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay, dễ chơi, dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Anh đã thấy dạ. anh đã nhìn thấy em bắn trong chế độ bấm lớn khá là nhiều rồi, nhưng mà anh chưa thấy em bắn trong chế độ tự chiến. Và em biết Mờ Khang là một trong những người bắn tự chiến khá là hay, kể về Tiểu Liên luôn. Anh biết được kỹ năng của Mờ Khang. Đấy, nói thật. Em nghĩ là em ăn được Mờ Khang không? Em biết chứ, trước khi em bắn bắp lớn em bắt tự chiến trùm mà anh em. Em trước trùm tự chiến mà. À, trước khi bắp lớn là em đã trùm tự chiến rồi. Vâng, em bắn lên cai sơ suốt à. Mà tính làm mồm giống như thằng Luna vậy sao vậy mày? Không, em nói thật, em nói thật. Hay là mày tính là mày đã bắn với ai ở Việt Nam này rồi? Hay là mày giả bộ mày tổ chức giải rồi mời mấy bạn rồi diễn mày? Đâu. Không, em nói thật, em solo thắng nhiều idol rồi xưa cơ, mà giờ em nghĩ rồi. Idol ngày xưa là idol nào, mày nói thử một cái tên cho tao nghe coi. H2K nè. Trời ơi. Trời ơi là trời. Rồi thôi, thôi 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 thôi, khỏi còn nhắc tên mấy thằng đó. Khỏi còn nhắc tên mấy thằng vô danh tiểu tốt, khỏi còn nhắc. Khỏi còn nhắc. Rồi. Nhưng mà anh tin tưởng em. Rồi, hôm nay em sẽ thu. Rồi. Tao sẽ tin tưởng mày. Ok, vô nào. Bây giờ vô. Bây giờ anh sẽ đọc ID mật khẩu vòng cho tụi em vào. Bây giờ anh đọc vòng nha. Vâng, chúng ta cùng đến với phòng Garena, phòng mềm của Garena. Cảm ơn nhà phát hành game đã tài trợ cho mấy cấu phòng mềm Garena đi vào Việt Nam. Phòng mềm Garena mà chúng phóng phải mang sừng trâu vô đẳng cấp. Vô các bạn ơi. Rẹt rẹt. 90% những người dự đoán đang trên livestream đang bình luận là Mờ Khang sẽ thắng. Mờ Khang ba tu! Mai đến! Quá là hay đâu chứ Mờ Khang! Hay không? Không ai bình luận tới số 7 không cả. Nói rồi, anh em không tin tôi à? Vậy, chúng ta đã có cái 2023 rồi, còn xài cái Tiểu Liên này, tao nghi rồi. Tao nghi rồi, thiệt. Tao nghi rồi. 2023 này mà xài cái Tiểu Liên này là tao thấy là hơi mắc giật rồi. Rồi. Ok, chúng ta sẽ không mở nhạc trong trận đấu này. Để chúng ta sẽ coi thử ABCG có thể làm được cái điều gì. Chứ một idol tự chiến đó là Mờ Khang. Bắp lớn là một cái chuyện của bắp lớn, còn bắp nhỏ đó là chuyện của bắp nhỏ. Không thể nào mà đưa bắp lớn vào bắp nhỏ được đâu các bạn à. Anh em biết rằng chế độ tự chiến là chế độ mú keo. ABCG đang cầm cái con mình khẩu Tiểu Liên khá là phèn. Bên kia đang cầm trong khẩu Tiểu Liên bán xà anh em ơi. Mò bơi bán xà bắt khá là ghê với chiếc Mờ Khang. Chuyện khá là nhanh. À bây giờ chỉ làm được gì đây, quăng keo cũng khá là nhịp nhàng. Tuyên bố ở Việt Nam rằng trước khi đã làm idol bấm lớn thì ABCG đã chiến thắng rất nhiều người trong chế độ tự chiến này. Tuyên bố là Việt Nam không có thủ, chắc bằng mỏm thôi. Hiện tại TikTok rất nhiều idol mỏm. ABCG bắn khá là chậm mà này mời quăng keo cũng khá là chỉ là đơn giản hiệu quả thôi. Còn ra đạn vào đầu với chiếc Mờ Khang tôi thấy là ok hơn. Ui, nét mũ rồi. Sử dụng cho mình nhân vật Alok, Hayato, Moko là con mẹ gì đây? Còn bên này là combo solo, có luôn nhân vật Digita thấy đẩy nhanh, chuẩn bị khá là kỹ càng để vị trí của Mờ Khang. Hay không? Bảy không? Wow, 2-1 rồi. Ma vừa sập sập nguồn cái tắt nhạc cái là gà kia lên liền luôn. Ủa, vừa sập nguồn cái tắt nhạc cái gà kia lên liền nữa. Chú mà phải lên nhạc phải lên lại nhạc, phải lên lại nhạc mới được. Má không nào bay năm sĩ, không nào bay năm sĩ. Lên nhạc tuyệt vời, quá tuyệt vời. Má có nhạc vô là khác liền, quá tuyệt vời các bạn ơi. 3-1 kêu mà chứ Mờ Khang, quá tuyệt vời, quá đẳng cấp, quá đẳng cấp các bạn ơi, quá đẳng cấp. 7-1 luôn là đẹp, 7-1 luôn là đẹp các bạn ơi. Không ai bình luận tỷ số 7-1 cả. Ma đúng là nhạc lên là bắt đầu khác liền. Thôi lên bài nhạc nữa. Nhạc lên là khác liền. Vô. Come on yeah. Roda. Refine. Never die. Vâng, đây là vị trí của ABCG. Yeah. Come on. Ok. Cuộc đời chỉ là những kèm bẫy. Anh dương phụt tắt. Tôi lại cảm thấy bố đứa nào rồi là bố sao bố nào bố khen ơi bạn có thân mà yeah không ai có quyền lựa chọn nơi một mình được
sinh ra. Kéo. Bốn tuổi đã thâm niên nhậm lâm kim tim và bình đá. Ai cũng có những giấc mơ của mình và nó thường không giống nhau. Khi bạn của nó chìm trong ma túy, của nó chìm trong đồng flow. Mày muốn trở thành game thủ, tao muốn trở thành rapper. Mày không hiểu được vực thẳm cho đến khi đứng sát bờ. Mày không hiểu được cái giá của những đồng tiền mà mày tiêu. Mày không hiểu được những nỗi đau của những con người mà mày yêu. Mày cũng giống như tao. Quá nhạt nhẽo quá sao đó. Vì một cái xã hội đang khiến tao phát điên. Tao muốn mình vượt qua. Nhẹ quá, nhạc nhẹ quá, thằng một em bị khớp rồi. Như nhạc này vẫn không đủ chiến. Hay, như nhạc này không đủ chiến rồi anh em ơi. Má nhạc nhẹ quá anh em à. Cố lên em ơi, một em ơi, cố lên em ơi. Tôi sẽ tắt nhạc và tôi sẽ coi trận đấu này một cách nghiêm túc rồi. Ủa cái gì vậy? Quay! Quay! Quốc lo kêu lên! Cái gì thằng một em, thằng một em? Mày diễn ở mày? Kêu! Diễn ở mày, một em! Kêu lên đâu! Đó là châu! Đó là châu, thằng một em! Cho là châu. Cho bắt ẩu không nữ. Cho là châu. Quái đèn thằng bò khen thì cho. Hay. 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 Cho là châu. Cho là châu đấu. Cho là châu gà gì mà thả đá mà ra trường gà gì mà chưa đá mà trứng giấy đó lô tô rồi. Cho là châu. Vâng, chúng ta sẽ quay lại góc quay của ABCG các bạn. À, đã mua cho mình những cái nắm các bạn, không cần phải mua đâu. Tôi đã chỉnh cho mình là full nắm rồi. Mà tôi không hiểu là nó chơi nhân vật Boko làm gì ta. Có thể là trong trận đấu này là ABCG vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng để bước vào một trận solo giữa mờ khen. Đấy. Anh em thấy combo của mờ khen nó khác biệt không? Có cả Nikita luôn các bạn. À, good. Vâng. Chúng ta còn vào đây vị trí ABCG. Người đã từng lấy 12 củ với gấu trình là Dị Phú các bạn. Kỹ năng khá là ghê. Hiện tại đang là thành viên của quân đoàn Gangster. Nhánh chính các bạn. Đó là sắp lên kỳ cựu rồi. Mà chưa biết cái đồ chậu này có hay không. Đây kìa xem. Kéo. Ôi rồi sao. Công đi. Công đi. Công. Ủa. Bóng kêu tròn rồi quên chứ. Luật chơi là bóng kêu tròn không được công. Kéo ra đây là bộ đầu hay quá thằng em ơi. Cái khả năng kéo tâm của mờ khen rất là tốt luôn các bạn ơi. Còn khả năng cam kê và đi núp của ABCG thì gọi là tuyệt vời. Đấy, mỗi người có một cái chào lưu thật là đỉnh. À, mình phải cho nước gà vô, gà của mình vô chứ, để cho nó cháy chứ anh em. Chị mình uống. Mình phải cho nước gà vô chứ anh em. Gà của mình phải cho nước gà vô cho nó đỉnh chứ. Nhúc vào bo luôn càng tốt. Chơi vô không được, chơi vô chứ thắng không biết, mình thắng là được. Tao cho thằng thắng là được, không cần chơi vô, chơi gì quan trọng. Quốc ra đây là bò đầu, ra đây là bò đầu. Khổ chết đi mày luôn, chơi thoải mái đi. Chơi. Cảm ơn tin công trung công bạn nhiều. Chơi thoải mái đi. Mày cứ thắng là được. Quốc đi em. Vô. Quốc. Đừng có lên đi số 7-4-5 là nguy hiểm lắm. Nhiều thằng nó dự đoán mày 40 năm lắm. ABCG hả? ABCG hả? ABCG ABCG ơi kèo. Kèo lên những cái tròn mua máu đi em ơi. Bút nó chạy cái kiểu mà điểm ra cho nóng đít đây em ơi. Cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Nhẹ nhàng như vậy. Ôi quay thằng bò kéo rồi. Quốc hai em trai nhảy vô nhà đi. Nhảy lại hay lắm em ơi. Thắng là được em à. Thắng là được em ơi. Tôi thắng là được em ơi. Thắng là được em à. Hay lắm em ơi. Bò khen em định làm em ơi. Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng, nhưng mà kẻ chiến thắng chắc chắn là kẻ mạnh. Mày mãi định, mờ khen mãi định, quá định đây em ơi. Còn hai trận nữa thôi chắc chắn 100% nữa là không ai gì đó số 71 rồi. Quá định chắc chắn là không ai gì đó 71 rồi, là lầm mây rồi. Vâng, chúng ta quay lại vị trí của con gà ABCG nào. À, tuy là một thành viên trong quân đoàn của tôi nhưng mà tôi đang cổ vũ tại vì rất nhiều thằng đang dự đoán tỷ số 74-75. À, nếu mà nó vô con số đó là tôi sẽ mất 5 lét. Ok. Vâng, chúng ta thấy vị trí của bò khen bú rất là dẻo luôn. Một khi ra đòn. Đây là con gà chiến có bộ vảy là án long, án vân, còn có giá cao cũng giống như con gái bán chiên. Thôi kêu, cho là chồng. Cái gì vậy ông nữ? Đốt lửa lên cho nóng đít đi em ơi, đốt lửa cái kiểu là điểu lên, đốt lửa là càng nhiều càng tốt, đốt đi em ơi, đốt đi em, đốt lửa luôn. Bình tĩnh nào em ơi, chút số 71 luôn.
đốt lửa lên em ơi. Từ từ nha anh em nha. Nhìn cầm, nhìn cầm khẩu tiểu liên thấy quá rồi. Nhìn khẩu tiểu liên thấy quá rồi. Thời đại 2023 rồi còn cầm cây tiểu liên này thấy quá rồi. Quá quá quá. Hai siêu. Má ơi chiều siêu quá, bây giờ siêu nổi luôn anh em à. Số 1 các bạn ơi. Vâng. Kết thúc trận đấu. Rồi. Kết thúc trận đấu trong buổi tối ngày hôm nay. À, chúng ta đã có với tỷ số 7-1. Gatanam các bác. Đây là bảy nhiêu team rồi mấy Gatanam các bạn. Chúng ta đã có tỷ số 7-1 rồi. À, thấy không? Mấy cố mà đã dự đoán tỷ số là không sai được. Không bao giờ sai được luôn. Gà mà thả ra là chỉ nhìn biết là lấy mì thôi. Đấy. Rồi. Đang quan sát vị trí khá là nhịp nhàng. Như gửi lên hàng. Giờ này chỉ còn học cái chiêu thất truyền của Hoàng Tấn Công, đó là bóc cua thành công, hút salon thằng chủ mới thắng nổi thôi. Không thể nào mà thắng nổi được. Một là dàn xếp tỷ số, hai là nói là giờ này mà 6 đều chỉ có dàn xếp tỷ số thôi. Nói thẳng cái một câu như buông luôn nha. Bò khen kết thúc đi em ơi, đêm dài lắm mộng em mà. Hay không còn cơ hội nào cho một chiến của ABCG. Mơ khen tiểu liên số 1 Việt Nam mai đợt. Quá tuyệt vời, không còn lời nào nói nữa các bạn ơi. Quá đẳng cấp, quá đẳng cấp anh em ơi. Xong lấy tiền à, nó là cỡ đó cho nó cắt lên TikTok để auto xu hướng đi lấy tiền đấy. Ừ cho nó nhanh đấy. Xong anh em tưởng lấy tiền thiên hạ dễ lắm hay sao vậy?